Đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn, chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Bóng đá luôn mang lại cho ta rất nhiều cung bậc cảm xúc trong từng trận đấu, và yếu tố không thể thiếu để góp phần tạo nên vẻ cuốn hút của bóng đá chính là bàn thắng. Đặc biệt, những bàn thắng đẹp càng tô điểm thêm cho những trận cầu bóng đá đỉnh cao. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ cùng các bạn chiêm ngưỡng lại những bàn thắng đẹp từ chấm đá phạt trực tiếp của các ngôi sao sân cỏ. Arsenal khởi đầu ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 khá tệ hại khi trải qua 14 vòng đấu chỉ có vỏn vẹn 14 điểm với 4 thắng, 2 hòa, 8 trận thua. Một áp lực rất lớn đè nặng lên cả đội bóng khi bước vào vòng đấu thứ 15 gặp đối thủ rất khó chơi Chelsea. Nhưng rồi những siêu phẩm của các cá nhân đã tỏa sáng đúng lúc, mang lại niềm vui cho đội bóng, và đây là một trong số đó. Arsenal được hưởng cú đá phạt ở cự ly hơn 20m và rồi tiền vệ Granit Xhaka đã tung cú sút phạt không thể cản phá, hạ gục hoàn toàn thủ thành Mendy, qua đó góp công lớn cho chiến thắng 3-1 chung cuộc của đội nhà trước đại kình địch Chelsea. Trong thời gian trở lại đây, đã có nhiều người thể hiện sự chê bai về khả năng sút phạt hàng rào của Cristiano Ronaldo và cho rằng kỹ thuật sút phạt của anh không còn đáng gờm như trước. Nhưng Ronaldo luôn là như thế, mọi công kích chỉ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, và có lẽ bàn thắng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển vào tháng 9 vừa qua sẽ khiến họ phải nhìn nhận lại. Đứng trước chấm đá phạt với tư thế quen thuộc, Ronaldo đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, đưa bóng đi căng, ghim thẳng vào lưới thủ môn Robin Olsen, mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà. Phút 84 trong trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa, vòng 6 ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020, khi mà cả hai đội đang cầm hòa nhau với tỷ số 2 đều, và có vẻ kết quả này được cho là hài lòng với Arsenal khi họ đang chơi thiếu người và trận đấu đang trôi về phút cuối. Nhưng Aubameyang đã giúp Arsenal làm được hơn thế khi thực hiện cú đá phạt không thể tốt hơn, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Heaton. Bàn thắng ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục chung cuộc 3-2 cho đội bóng pháo thủ. Hakan Çalhanoğlu được biết đến là chân sút phạt hàng đầu của AC Milan trong những năm trở lại đây. Mỗi khi Çalhanoğlu đứng trước chấm sút phạt, khả năng có bàn thắng đều rất cao. Và đây là một minh chứng điển hình cho khả năng sút phạt đáng gờm của anh. Một cú sút uy lực khiến thủ môn bên phía Celtic chỉ biết đứng nhìn. Một bàn thắng mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Rossoneri khi thắng chung cuộc 4-2 trước Celtic. Sergio Ramos không chỉ là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự của Real Madrid, mà khả năng săn bàn của lão tướng này cũng hết sức ấn tượng.
Và mới đây trong cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Mallorca, trung vệ sinh năm 1986 đã khiến người hâm mộ phải bất ngờ với cú sút phạt hàng rào đẳng cấp không thua kém gì các chuyên gia đá phạt hàng đầu thế giới. Một cú sút đưa bóng đi thẳng vào góc chữ A khiến thủ môn Reina chỉ biết đứng chôn chân. Mọi hàng phòng ngự đội bóng mỗi khi đối đầu với Lionel Messi đều rất lo ngại mỗi khi để cho anh có cơ hội đứng trước những quả đá phạt hàng rào ở cự ly gần khung thành, bởi họ biết khả năng xuất phạt của siêu sao người Argentina là đáng sợ như thế nào. Một tình huống trong trận đấu giữa Barcelona và Osasuna, Messi đứng trước quả xuất phạt cự ly tầm 20m và không để cho người hâm mộ thất vọng, M10 đã tung cú cứa lòng quen thuộc đưa bóng đi vào góc cao trước pha bay người hết cỡ của thủ thành Sergio Herrera. Tình huống diễn ra ở phút 61 giữa Juventus và Torino. Juventus được hưởng cú đá phạt gần vòng cấm và như thường lệ, Ronaldo là người đứng trước quả đá phạt. Không cần chạy đà quá nhiều, CR7 đã tung cú dứt điểm hiểm hóc về góc xa làm tung lưới khung thành của Torino. Một cú đá phạt thành bàn đầu tiên của siêu sao người Bồ Đào Nha trong màu áo Juventus. Kevin De Bruyne đang là nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Manchester City. Bên cạnh khả năng tung ra những đường chuyền như đặt đến vị trí các đồng đội, thì về khoảng xuất phạt hàng rào của tiền vệ người Mỹ cũng không hề kém cạnh. Một pha xuất phạt trái phá đẹp mắt của De Bruyne làm tung lưới Chelsea là một điển hình cho tài năng đá phạt của anh. Một tình huống quan sát rất nhanh thủ môn đối phương đang lên quá cao so với khung thành của Josip Iličić bên phía Atalanta. Để rồi cầu thủ này đưa ra một quyết định rất táo bạo khi tung cú sút xa từ giữa sân, bóng đi chính xác ghim thẳng vào lưới của Torino. Một bàn thắng tuyệt đẹp đã góp công vào chiến thắng hủy diệt 7-0 của Atalanta. Phút 31 trận đấu giữa Napoli và AS Roma, vòng 9 giải vô địch Italia mùa giải 2020-2021. Napoli được hưởng cú sút phạt hàng rào chết bên trái và đứng trước cơ hội mở tỷ số cho đội nhà. Lorenzo Insigne đã không bỏ lỡ với cú sút phạt đẹp mắt, không cho thủ môn Mirante một cơ hội. Một bàn thắng đã góp phần mang về chiến thắng 4-0 cho Napoli, đồng thời cũng là món quà tri ân của đội bóng dành cho huyền thoại bóng đá Maradona vừa qua đời. To let you go.
Như vậy chúng ta vừa được theo dõi lại những pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp của các cầu thủ bóng đá. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe. Đó là động lực cho kênh ra những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.